Rồi, xin được kính thưa quý vị và các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề liên quan tới cái máy lạnh. Thì giống như những gì chúng ta mà thường hè xưa lúc mà chúng ta dùng á, cho tới tại bây giờ cái hiện tượng mà chúng ta thường hay gặp á, các bạn sử dụng có thể là một thời gian dài sau khi mà mình mua về rồi cho thợ lắp đặt á, thì các bạn sẽ gặp cái hiện tượng là cái cửa sổ đạo gió nó sẽ cụp cụp cụp, nó có cái hiện tượng được kêu cụp 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 cụp, hoặc là đôi khi chúng ta dùng remote chúng ta bấm nhưng mà tại sao cái cửa sổ nó lại không mở lên. À, cái cửa sổ là cái này có gì ha, là nó bị đơ vậy nè, cái này hiện tượng này bị đơ. Rồi tại sao cái cửa sổ này nó không có mở lên khi mà chúng ta bấm cái remote rồi tín hiệu đã ăn rồi, tại sao nó mở không được? Hoặc là cái hiện tượng nó các bạn gặp thứ hai chứ là nó kêu nó mở lên nhưng mà nó kêu cụp 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 cụp, rõ ràng là có liên quan tới vấn đề motor. Rồi cái trường hợp thứ ba chúng ta gặp phải là liên quan tới cái vấn đề của cửa sổ đầu gió, là khi mà nó đang đảo giữa chừng về đi, nó đang đảo bị về nè, tự nhiên khoảng chừng đâu 1 2 phút sau nó cụp cái này xuống một cái lâu lâu nó đảo lên, lâu lâu nó cụp xuống một cái, thì đó là một trong những cái hiện tượng liên quan tới cái cục motor này. Và motor này người ta gọi là motor đảo gió, và nguyên cái bộ phận như thế này á, gọi là cánh đảo gió hay các bạn ha, cửa sổ đảo gió cũng là nó luôn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta thay thế, thì đó là dấu hiệu như cái phần đầu mình có trình bày á, chính là dấu hiệu để chúng ta nhận biết cái cửa sổ đảo gió nó bị hư như thế nào. Và bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn cái cách để mà mình thay cái motor đảo gió cũng như khắc phục cái hiện tượng là cái cánh đảo gió tại sao nó không mở. Bây giờ mình sẽ mở cái máy lạnh lên để thử với các bạn xem, để các bạn biết được cái đó bị như thế nào quý vị ha. Đây, đợi xíu. Bạn để ý nha, bây giờ là cái motor đảo gió nè, đó, nó là như vậy nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Mình mở cầu dao lên nè. Hai, các bạn lưu ý, mình sẽ test thử bằng cách mình đưa hai cái nguồn điện LN nghĩa là nóng nguội vô trong cái máy lạnh này, và là chúng ta sau đó chúng ta sẽ mở điện để coi cái hiện tượng nó như thế nào. Mình mở nha. Đó, các bạn thấy không? Nè, cái này đang rung nè, nó đang rung nhưng mà nó không có mở cái này ra. Nó đang rung, nó bị yếu rồi, để mình bấm remote một cái ha. Để xem như thế nào. Đây, qua đây là cái remote 3A của inverter luôn. Mình bấm nha, mình hướng vô con mắt, đúng ra nằm ở đây. Đấy, ok, đó, bắt đầu nó mở. Nhưng mà các bạn để ý nha, cái này nó mở chút xíu xíu à, theo đúng ra người ta phải mở, nó mở cao lên nữa, còn cái motor này á, nó chỉ mở hứa nó hở ra có chút xíu thôi, các bạn thấy không, nó hở chút xíu. Bây giờ mình thử chỉnh nó nha, đây là cái dấu hiệu bị hư của nó đó. Khi mà chúng ta sử dụng máy lạnh mà gặp những cái trường hợp như thế này thì đều liên quan tới cái cục gọi là cục motor đạo gió, thì chúng ta chỉ cần thay thế mới thôi. Điều đặc biệt khi mà chúng ta đi mua, chúng ta lưu ý là cầm theo cái mẫu cũ để mình ra cái cửa hàng bán vật tư á, nó phải đúng với cái bộ đèn đó, tại những một cái máy, một cái thương hiệu nó có một cái motor đầu gió khác nhau, và mỗi một cái đời máy, có nghĩa là đời cao đời thấp hay là đời năm 2015 nó khác với năm 2020, mỗi đời nó mỗi khác. Bây giờ mình sẽ chỉnh nè, các bạn thấy nó đang hướng cao lên nha. Bây giờ mình sẽ S-Wing là nó nè, mình thử chỉnh nè, bạn nhìn nha, đó nó cũng đảo không nổi luôn. Rồi cái này đơ rồi bạn ơi, cái con motor đảo gió này nó bị hư rồi, nó vẫn rung nè, thấy không, nó quay yếu xìu à. À, cái này báo lỗi tại vì inverter nó chỉ có mình không có cấp điện này xuống, nó chỉ chạy được có mấy phút thôi. Các bạn thấy không, cái này nó yếu nè, nó không có đảo được nè, cái motor này nó không có xếp, nó không có đưa cao lên nha quý vị ha, nó không có đưa cao lên được, đó chính là cái dấu hiệu nó bị hư. Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta tiến hành thay thế là như thế nào? Bây giờ trước tiên mình sẽ cần phải cúp cái cầu dao này đi nha, cúp cái cầu dao này đúng không, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành tháo cái motor đảo gió này ra. Rồi mình tháo cái dây điện mà liên quan tới nó, mình lấy cái mẫu motor này nè, mình ra cửa hàng vật tư điện lạnh mình mua. Các bạn lưu ý nha, Panasonic này á thì nó có cái loại mà cốt ngắn và cốt dài, dây ngắn và dây dài, thì mình phải cầm cái mẫu ra mình mua đúng cái loại đó thì thay vô nó mới phù hợp. Còn nếu như chúng ta mua cái mẫu mà nó nhỏ quá hoặc cầm dây nó ngắn quá thì nó sẽ gây ra cái việc là lúc mà mình ráp thiết bị nó sẽ gây ra việc khó khăn và mất thời gian của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo. Điều đầu tiên các bạn cần làm như thế này nha quý vị, mình sẽ tháo cái này ra bằng cách á, cái này cũng không có khó khăn gì. Các bạn để ý đây, cái mạch điện tử nè, ở đây nó bởi đi trắng bởi cái sợi dây điện, đúng ra nó có cái ngạm đây, mình dở nhẹ lên nó rớt ra. Các bạn lưu ý nha, trước khi mình làm mình phải tháo cái tắt cái cầu giao điện nha quý vị, để đảm bảo điện an toàn. Rồi ở đằng này nó có con ốc nè, các bạn thấy con ốc đây không, mình đưa cái cây tua vít vô đấy, mình đưa cái tua vít vô, mình mở con ốc ở chỗ này nè nha, mở nó, các bạn khéo tay thôi, mình mở con ốc chỗ này nè, không mở ra rồi rỡ từ từ ra đó, mình mở ra mới được nha quý vị.
Rồi xong, mình nâng nó cao lên đó, như vậy mình nâng nó cao cho các bạn dễ xem. Xong ha, bây giờ chúng ta giữ cái ốc này nè, ốc mình mới tháo nè, mình bỏ ở góc nào đó thì mình chút xíu mình lấy mình làm. Rồi các bạn làm cũng nhẹ tay thôi ha, chúng ta lắc cái chỗ này nè. Các bạn để ý cái ngàm ở trên này, cái ngàm nhỏ nhỏ trên này nè, nó rất là dễ gãy nha, cái chỗ này nè. Đây, cái ngàm chỗ này nè, nó rất là dễ gãy, nhỏ xíu xíu à. Cho nên khi chúng ta tháo á, chúng ta cần phải cẩn thận. Mình tháo nhẹ tay thôi, đừng có làm quá mạnh nó dễ gây ra cái hiện tượng là nó gãy, cái đó đâu không cái chúng ta phải chế tác nữa. Mình giật nhẹ này ra nè. Một cái tay bên này, cái tay bên trái á, mình gịch cái này về đây. Cái tay bên phải mình tháo ra. Nhưng các bạn nhớ khéo tay, đừng có mạnh tay quá nó gãy. Rồi, sau đó tháo cái motor này ra rồi nha quý vị ha, mình tháo rời nè. Ở trên này á, nó có cái mạch điện, nó nằm ở trong cái bo mạch này luôn, nó kết nối. Vì vậy chúng ta cần phải tháo cái nắp này ra. Mình phải tháo cái nắp này ra ngoài mới tháo mạch điện ra được ha. Ok, bây giờ như thế này. Chúng ta tháo. Thì các bạn lưu ý này, trên đây có cái ngàm. Đây có một cái ngàm. Ở đây có ngàm thứ hai. Thì mình sẽ dùng cái ngón tay mình bật này ra. Ha, bật này lên. Rồi nó tuột ra. Nhẹ nhàng thôi quý vị, không có gì khó khăn hết trơn á. Rồi các bạn lưu ý nè. Ở đây nó có cột ốc thì cái mạch điện nó nằm ở sau lưng đây nè, nó nằm ở trong đây. Nha. Thì chúng ta cần phải dỡ cái nắp này lên luôn, nó có con ốc gia cố chỗ này, chúng ta mở nó ra. Đó, thì mình sẽ thấy được cái phần cộng dây điện của cái motor này thôi, thì chúng ta sẽ làm dễ dàng hơn. Hai cái motor thì không có gì khó cả, nhưng mà nếu như mà ai không biết các bạn mò chắc một ngày trời luôn. Mà điều đặc biệt là khi chúng ta lưu ý á là mình thay thế á, cần phải giống như cái kiểu model cũ của nó, chứ đừng có mua chế tác, đừng nghe nói là mua chế tác tầm bậy tầm bạ là không có nên nha. Nó sẽ mất thời gian. Các bạn để ý nè, đây cái cọng dây này, cái cọng dây này nè, các bạn thấy không, đây nè, đó nó ăn ở trên đây, đó chính là cọng dây của mô tờ đảo. Chúng ta làm cũng nhẹ tay thôi, mình lấy ngón tay mình kê vô, mình giật nè, nhưng mà mình giật khéo tay, kê ngón này ở đây, mình giật nó ra. À, bây giờ mình tháo nhẹ nó ra, tháo ra ngoài luôn. Thì các bạn lưu ý nha, đây là cái lỗ motor của Panasonic, nó ghi cái chữ này, các bạn thấy không, đây chữ đó nè, 12V DC. À, và đây là cái con Panasonic sát nhỏ cốt ngắn nè, cốt ngắn đó, và đây nó là 5 dây. Cái con này là nó 1, 2, 3, 4, 5 dây, rồi dắt nó màu trắng. Thì ở đây mình cũng có chuẩn bị, hồi sáng này có đi mua không, vì vậy cho nên á, khi mà thay thế chúng ta cần phải thay thế cái loại cũng tương đối tương tự giống như vậy luôn nha các bạn nha, để mình không có mất thời gian. Đây con bị hư nè, mình bỏ qua một bên, và đây con mình vừa mới đi tìm được ở trên người bạn, cái cửa hàng điện lạnh của người bạn mình. Và đây là cốt ngắn giống như vậy đó, các bạn thấy không, hai cái cốt ngắn nè đó, hai cái chân cũng giống nhau, tại đúng đời đúng model thì nó sẽ làm rất là ok, không mất thời gian người thợ. Hai cốt cũng giống nhau luôn, các bạn thấy không, cốt ngắn giống nhau, và dây thì cũng y chang như nhau luôn, theo số thứ tự vàng, màu cam, màu hồng, màu cà phê và màu đỏ. Thì cái cọng dây này cũng vậy luôn quý vị, nó cũng y chang luôn. Vì vậy cho nên mình sẽ đỡ mất thời gian hơn ha quý vị ha. Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta sau khi đã tháo, bây giờ mình tiến hành mình thay mở vô nha quý vị. Cái lưu ý mình cần dặn các bạn nè, khi chúng ta ra ngoài cửa hàng vật tư điện lạnh mình mua, hãy đem theo cái mẫu cũ, mua cái loại nó bán, nói với những người bán vật tư bên cửa hàng á, thì nói cho tôi bán cho tôi cái loại này, cái hiệu này nè. Phải giống y chang cái chân vậy, và cái loại cốt y chang gì luôn. Tại có nhiều đứa em điện thoại điện lạnh của mình á, là một số đứa nó không có rành, thì sẽ có chỉ dẫn này kia, nhưng mà tại vì non nghề quá biết nói sao giờ, nó mua bị trật, khi đem về ráp lại cho cái máy á, thì nó lại mất thời gian của mình nữa, chế tác tùm lum tùm la ha, rất mất thời gian. Vậy cho nên các bạn lưu ý nha. Đó, bây giờ mình đã có nó rồi nè, mình tiến hành mình ráp lại thôi. Thì giống như cái lúc đầu là mình tháo ra làm sao, thì bây giờ mình ráp lại như vậy. Cái cọng dây điện này nằm hồi nãy nằm ở trong đây ha, các bạn lưu ý. Mình gắn lại cũng vậy thôi. Trời ơi, anh xì. Đây cái giắc nó nằm đây nha, cái giắc nó nằm đây nè quý vị. Đó, cái giắc nó nằm đây nè. Đó, cái giắc nhỏ nhỏ đó, giắc trắng đó. Thì bây giờ chúng ta gắn cái này trước nha. Gắn phải đúng chiều, đừng có gắn ngược chiều là nó không có chịu chạy nha các bạn. Rồi, chúng ta đẩy vô. Các bạn đẩy cũng cố gắng cho nó cái dây điện nó sát sát như thế này nè. Đó, đây cái tay nhấn nhẹ vô thôi. Đừng đẩy mạnh quá, dùng sức dùng lực nó gãy hết cái mối hàn chì là thôi chết luôn. Đây, rồi bắt đầu mình xếp cái cọng dây nằm ở đây lại ha, cho nó gọn gàng vô. Rồi từ từ mình xếp cái này lại ha. Nó vô phải đúng khớp đúng ngàm. Cái này cũng không có gì khó cả. Cái người nào mà mình tinh ý chút xíu thì mình làm được thôi.
Điều quan trọng là mình mua, các bạn biết không, khi mà người thợ mà họ đến họ kiểm tra và họ thay thế cái motor đầu gió cho mình á, thì thường là cái người thợ đến mà thay thế mới luôn, bảo hành thường thường là 2 đến 3 tháng, là tầm khoảng chừng nó 250.000. Nhưng mà nếu mà các bạn biết ý, các bạn tự làm á, mình ra ngoài cửa hàng mình mua, mình về mình thay, mình biết tháo rồi, mình về mình thay thì nó rất là rẻ, không có nhiều tiền cả. À quý vị, rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ đây cái chỗ cái ngàm này, các bạn lưu ý nè, lúc nãy mình dặn nè, nó là cái ngàm nhựa, nó lú lú chút xíu ra, cho nên chúng ta phải kỹ lưỡng chỗ này nha. Mình làm mà không khéo tay để gãy gãy cái này, cái đó công là mình lại chế tác nữa thì rất mất thời gian. Rồi điều quan trọng thứ hai khi chúng ta ráp cho lại, các bạn để ý nè, ở đây cái ngàm này đó, mình để cho các bạn coi cái hình nó vậy nè, các bạn thấy hình chữ thập đó không, thì khi mà đưa vô á, cái cốt chỗ này nè, chúng ta cái cốt chỗ này nè, chúng ta cũng phải đưa cái cốt đúng ngay cái vị trí của hình chữ thập đó luôn, chứ nếu chúng ta gắn không có đúng á là bắt đầu là nó sẽ có cái hiện tượng là nó chạy, nó kêu cụp 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 thì không không có đúng rồi ha. Bây giờ mình gắn lại kỹ lưỡng chút xíu cho quý vị kiểm coi cái động tác mình làm, gắn cái này trước chỗ này nè cho nó ngay ngắn trước, nó phải vô cái này mới được. Để mình kéo lấy cái tay đẩy mạnh như vậy cho vô đúng cái ngàm, chứ để thôi nó không đúng cái ngàm không được. Rồi vô rồi nha, rồi sau đó chúng ta ấn lại lấy cái tay lắc thử coi sao, rồi chút xíu chúng ta sẽ dùng cái điện á, mình mở rồi mình kiểm tra lại coi như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ dặn con ốc lại nè nha, ốc này sẽ được dặn lại. Rồi ok, và sau đó chúng ta ráp cái mạch điện này lại nha, mình làm từng bước thôi quý vị. À mình làm như thế này, ráp phải cẩn thận, lấy cái này gác lên đây, tại cái này lâu ngày quá cái ngàm nó nhựa nó bị hư tét hết trơn hết trọi rồi, nó không có còn lành lặn như ngày xưa nữa. Thấy không, làm cái gì mình phải cẩn thận chứ đừng có vội vàng quá rồi bắt đầu mình làm không có tốt. Rồi sau đó mình lấy cái này mình gác lại đi ha, mình mở CB mình kiểm tra thử coi coi cái motor này mình thay mới á nó hoạt động tốt hay chưa, có bất kỳ cái điều gì lạ hay không. À, quên cái này còn gắn cái này, còn gắn cái mặt này vô đâu quý vị. Rồi chỗ nãy chú tháo như thế nào thì chúng ta gắn y chang lại như vậy. Các bạn lưu ý hai cái ngàm mà mình đã chia sẻ quý vị nha, hai cái ngàm như thế này nè đó, cái ngàm này nè, cái ngàm này với cái ngàm này chúng ta cẩn thận gắn lại. Rồi gắn hết ngon lành là quý vị ha, mình gắn ngay gắn đàng hoàng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cầu dao lên để kiểm tra lại. Bây giờ mình mở nha, mở nè đó. Rồi bây giờ mình lấy cái remote mình bấm bấm thử coi đó, để coi xem thế nào. Ok ha, đó bắt đầu nó mở lên. Đấy, các bạn để ý không, nó mở cao hơn cái lúc ban đầu rồi không, hồi lúc ban đầu cái này nó hư, nó mở chút xíu xíu thôi, nó mở ngắn ngủn vậy thôi, nhưng bây giờ cái này thì nó cao lên rồi, nó cao tới đây. Bây giờ mình thử cái chức năng khác nha quý vị, thử những chức năng khác xem sao. Chữ S Wing này, chữ S Wing chỗ này nè, chúng ta thử nó đó để coi nó đảo như thế nào. À các bạn để ý nè, nó tuột xuống nè đó, ok đó quý vị. Nói chung là rất là ngon. Bây giờ tại để chạy lâu quá nó sẽ báo lỗi, tại vì mình không có kết nối ba cổng dây điện tờ ra cổng dây điện trả đây. Tắt nha. Để xem nó như thế nào. Rồi, chúng ta xem. Ồ, cái motor này rất là tốt. Ha, nó xếp sát luôn quý vị. Các bạn thấy xếp sát luôn không? Rồi, nhiệm vụ mình sẽ gắn cái mặt nạ này lại là xong. Rồi, bây giờ coi như là xong hết trơn rồi, chúng ta sẽ tắt cái cầu dao ha, cho điện nó an toàn. Bắt đầu chúng ta xếp nó lại, mình gắn mặt nạ xuống chút xíu để cho dễ gắn mặt nạ nha quý vị. Rồi khi mà gắn mặt nạ, nếu mà chúng ta có ý cho cái máy nó chạy xíu, còn thôi bây giờ chúng ta lắc nhẹ này thôi nè, mình lắc cái này nhẹ nhẹ thôi, đừng có dùng lực mạnh quá là nó lại hư, nó hư một cái mà công mình phải đi mua nữa ha quý vị ha. Rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ráp mặt nạ lại tất cả cái, rồi sau đó mình sẽ tiến hành cho nó kiểm tra lại một lần sau cùng trước khi đưa vào sử dụng nha. Đó đây, ốc vít nằm đây, mình phải gỡ ra hết. Thì khi mà gắn mặt nạ các bạn lưu ý nha, chúng ta cẩn thận những cái ngàm như thế này, mặt nạ mà gắn vô phải đàng hoàng chứ đừng có để cho nó cọ nó cắn hay là nó này kia nọ, bắt đầu nó lại mất cái thời gian chúng ta chỉnh sửa nữa nha quý vị. Rồi mình sẽ gắn vô.
xem như chúng ta gắn vô đó, quan trọng chỗ đây. Ok chưa? Rồi bắt đầu mình dặn hai con ốc ra lại và mình mở cầu giao điện, mình kiểm tra lại một lần sau cùng trước khi mình đưa vào hoạt động nha quý vị. Để coi coi cái mô tả đảo này tốt không? Chứ nhiều khi gắn rồi mà không có kiểm tra đó, lỡ trục trặc mà nó bị cái gì đó nó kêu nó ồn thì cái người sử dụng người ta cảm thấy rất là khó chịu. Ok, bây giờ chúng ta mở cầu giao lần nữa để kiểm tra nha. Mở nha. Rồi, cho nó ấy đi. Bắt đầu xếp lại đó. Thấy không? Nó đang xếp lại đó quý vị. Rồi ha, bây giờ mình sẽ mở nha. Mở on off nè. Rồi, để coi. Đó, nó mở ra bình thường mạnh rồi đó. Hồi lúc đầu cái motor đảo hư thì nó mở chút xíu thôi. Nhưng mà cái này thì nó bự, nó tốt, nó bự ra như thế này, nó mở rộng ra. Mình thử là hết. Đó, mình coi đảo nó coi sao. Đó, đảo auto. Auto là chế độ tự động nó lên xuống nè quý vị. Các bạn để ý nè, nó đang quay nè. Nó quay từ từ xuống xong nó lại đảo lên. Các bạn thấy không? Đó, nó đảo lên từ từ rồi đó. Mình để góc này cho các bạn coi nè. Đó, nó đang đảo lên đảo xuống từ từ nha quý vị. Đó. Như vậy là cái quá trình. Bây giờ mình cúp nha, mình tắt nha. Tắt coi xếp lại như thế nào. Coi xếp sát không? Đó, ngon lành im ru. Quá tốt luôn. Rồi, như vậy là mình tiếp cầu giao nó coi như xong rồi đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái chủ đề hướng dẫn các bạn thay thế cái motor đảo gió. Đối với một cái vài trường hợp khi mà chúng ta sử dụng trong nhà của mình á, thì khi mà chúng ta gặp những cái hiện tượng mà nó cái cửa sổ đảo gió nó kêu cúp cúp cúp, hoặc có hiện tượng bị tuột, có nghĩa là nó đảo lên rồi nó tuột xuống, thì đó là một trong những hiện tượng nó báo cho chúng ta biết là cái cửa sổ đó đảo gió đã bị hư rồi, là cái motor của nó lâu ngày nó bị tuột nhông hay là lý do là gì đó nó không có làm được, nó không có đảo được. Thì nhiệm vụ của chúng ta vô kiểm tra và tốt hơn hết chúng ta thay cái motor đảo mới. Thì cái motor đảo này thực sự là không có bao nhiêu tiền đâu quý vị ha. Nếu mà chúng ta biết cách chúng ta làm, thì mua nó cũng không có nhiều tiền, mình đỡ tốn thời gian và đỡ tốn tiền của anh em thợ. Tại vì một người thợ mà tới mà làm cho chúng ta đó sẽ không bao giờ dưới 250 ngàn. Họ phải tốn cái công không, rồi kiểm tra, rồi thay thế, leo lên leo xuống, bắt thang lên leo xuống, đủ thứ các kiểu hết trơn á. Vậy cho nên chúng ta cũng phải trả cái công cho họ, nó cũng tương đối là phù hợp, chứ nếu mà ít quá họ không làm ha. Còn bây giờ chúng ta đã xem cái video này rồi, quý vị, mình biết, cho nên mình biết cách mình làm, rồi mình tự đi mua, mình đem cái motor đảo cũ, cái model cũ mình cầm ra ngoài cửa hàng mình mua sao cho nó đúng với cái y chang cái motor đảo mà mình cần thay, thì mình tin rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi, chỉ cần vài cái động tác đơn giản tháo một vài con ốc là chúng ta có thể thực hiện xong cái việc mà thay thế motor đảo gió. Ok, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để theo dõi cái video này nha quý vị các bạn. Thì hy vọng rằng với cái video là hướng dẫn các bạn thay thế cái motor đảo gió, một trong những cái hiện tượng mà khi chúng ta sử dụng máy điều hòa chúng ta rất là thường xuyên gặp phải cái hiện tượng này, thì mình nghĩ cần làm cho các bạn cái video để hướng dẫn các bạn cách thay thế như thế. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều để dành thời gian để xem cái video hướng dẫn thay thế motor đảo gió này. Hy vọng rằng cái video này sẽ là một cái kiến thức bổ ích dành cho chúng ta, để chúng ta bổ sung thêm cái lượng kiến thức cho mình, để chúng ta có thể tự làm ở nhà với những cái căn bệnh và hiện tượng mà đã bị sự cố đơn giản như thế này. Ok, xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.